Ngày 14 tháng 11, Thánh Lorenzo Otto. Thánh Lorenzo Otto sinh tại đất nước Ireland vào năm 1128. Thánh nhân là con trai của một tù trưởng. Khi mới lên 10 tuổi, ông lãnh chúa nước láng giềng đem quân sang xâm chiếm đất đai của thân phụ Lorenzo Otto và bắt ngài đi đày. Lorenzo phải chịu đau khổ suốt 2 năm. Sau đó, thân phụ Lorenzo bắt ông lãnh chúa phải trả lại con trai cho ông để cậu phục vụ đức giám mục. Ngay khi ông lãnh chúa bằng lòng, thân phụ Lorenzo liền vội vã đến thăm con trai mình và ông đã biết ơn cùng đem con về nhà. Tu trưởng mong muốn một trong số các con trai ông sẽ dâng mình phục vụ giáo hội. Đang lúc phân vân không biết nên chọn ai, thì Lorenzo Otto mỉm cười và bảo thân phụ đừng băn khoăn nữa. Đó là niềm mơ ước của con, Lorenzo Otto nói, vì được phục vụ Thiên Chúa trong giáo hội chính là gia nghiệp đời con. Vì thế, thân phụ Lorenzo Otto đã dẫn ngài tới và trao cho Đức Giám Mục coi sóc. Sau đó, Thánh Lorenzo Otto trở thành linh mục và đan trưởng của một tu viện lớn. Khi thực phẩm trở nên khan hiếm trong khắp vùng xung quanh tu viện, vị đan trưởng tốt lành này đã đem phân phát rất nhiều lương thực để giúp dân chúng thoát khỏi nạn đói. Vì là bề trên, Thánh Lorenzo Otto cũng phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Một số đan sĩ đã phê bình ngài vì quá nghiêm khắc. Nhưng Lorenzo Otto vẫn một mực hướng dẫn cộng đoàn theo lối khổ chế dù bị chỉ trích. Sau đó là chuyện những kẻ cướp bóc và những tay tội phạm sống ở những quả đồi bên cạnh nhà giàu. Tuy nhiên, chẳng có gì làm cho Lorenzo Otto phải lo sợ cả. Thánh Lorenzo Otto quá nổi danh đến nỗi ít lâu sau, ngài được chọn làm tổng giám mục thành Dublin. Trong chức vị mới này, Lorenzo Otto vẫn sống thánh thiện như trước. Mỗi ngày, thánh nhân đều mời những người nghèo khổ đến tiếp chuyện với ngài. Ngoài ra, Lorenzo Otto cũng giúp đỡ nhiều người khác nữa. Thánh nhân rất mực yêu mến dân tộc của ngài và đất nước Ireland, và ngài đã làm việc hết sức mình để giữ cho quê hương được thịnh vượng. Lần kia, có một kẻ thù đã tấn công Lorenzo Otto vừa lúc ngài đi lên bàn thờ dâng thánh lễ. Lorenzo Otto bị đánh gục xuống sàn nhà bất tỉnh, nhưng ngay lập tức ngài lại tỉnh dậy. Lorenzo Otto nhờ người rửa vết thương và ngài đi dâng thánh lễ liền sau đó. Sau những năm vất vả làm việc cho giáo hội, Thánh Lorenzo Otto bị bệnh rất nặng. Khi được hỏi có ao ước điều gì không, Đức Tổng Giám Mục Thánh Thiện chỉ mỉm cười và trả lời: Thiên Chúa biết rõ tôi chẳng có lấy một đồng xu dính túi. Thánh Lorenzo Otto đã bố thí hết mọi thứ cho tha nhân ngay từ khi ngài tận hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh nhân về trời ngày 14 tháng 11 năm 1180. Đến năm 1225, Lorenzo Otto được Đức Thánh Cha Honorio III tôn phong hiển thánh. Bằng đời sống của mình, Thánh Lorenzo Otto đã nhắc chúng ta rằng mối quan tâm chính yếu trong mọi công việc của chúng ta là phải làm hài lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy nài xin Thánh Lorenzo Otto giúp chúng ta can đảm thực hiện những gì là chân thật, ngay cả khi bị người khác chỉ trích, phê bình.